Em Thành Lê Châu xin chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc. Nay đến thăm vườn nhà anh bạn này. Có một cái cây cáo phân nhánh cực kỳ đẳng cấp. Quay cho các bác xem đây, nụ hoa đang phân nhánh đây. Một nhánh này, hai nhánh này. Cây cáo cực kỳ đẳng cấp. Một mẹ này, một mẹ này. Một, hai, ba, bốn, năm con to vật vã. Một vòi hoa, hai, ba, bốn, năm vòi hoa. Cây cáo quá đẹp. Đấy. Em sang bên này quay cho các bác xem vườn là toàn hàng rừng Lai Châu đây. Hôm nay có hàng gì bán không Thanh ơi? Thôi Hàng gì? em xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng, tháng 5. Tháng 5. Em lại lên một số mặt hàng. Đây, có một số mặt hàng đã thuần cho các bác sưu tầm nhá. Đấy. Đầu tiên đây là một cái giò vạch đỏ các bạn. Đây, mặt hoa của vạch đỏ đây. Vạch đỏ, hoa Đấy. đẹp hết nhỉ. Hoa của vạch đỏ thì bao giờ nó từ xanh và chuyển sang màu vàng vàng như này thì nó mới nở hoa. Thì nhiều anh em thì cứ về thì cứ ngỡ là nó bị lụ, nó bị hỏng, nhưng mà không phải đâu các bác nhé, kiểu của nó là như vậy. Đấy, trong này thì đấy rất nhiều lụ đây, hoa rất là bền nhé các bác nhé. Mã số A, à B31, 220.000 220.000. vạch đỏ. Tiếp theo là một giò Long Thu Xuân. Đấy, hàng đã thuần, năm nay là năm thứ hai rồi. Mầm Mầm rễ của nó thì khá là ok, khá là khỏe rồi. mầm Mầm gốc gốc rất thì nhiều nhỉ. rất là đẹp, mầm gốc dài lắm rồi, mầm gốc dài tầm khoảng 14-15 cm rồi. Mã số B33, 220.000 các bác nhé, 220.000. Giá cũng hợp lý. Rồi tiếp theo một giò Long Thu Xuân. Mã số B32. Giò này thì rất nhiều mầm Giò gốc này này, thì siêu mầm gốc siêu luôn. mầm gốc này. Rất nhiều. Cũng 230.000 các bác nhé. 32. Mã 32, 230.000. Hôm nay thì bạn Thanh có một số cái đơn hàng giao lưu nhé. Các bác nào sưu tầm thì tí nữa cái số điện thoại em để trên tiêu đề các bác cứ gọi trực tiếp nhé. Tiếp theo mã số B10, đấy này long tu đá xìn hồ, cái dòng hoa tím các coi nhé, dòng hoa rất là thơm và rất là bền. B10, 180.000. Tiếp theo một giò đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì mùa này của nó là hoa nó tàn hết rồi, về các bác thì chỉ có dưỡng cây thôi. Đây, quá nhiều mầm gốc luôn, phải đến 20 cái mầm gốc coi nhé, 20 mầm gốc. Hơn 20 cái này Đấy, phải hơn 3 40 nhiều lắm. mã số B20, 250.000. Về các bác làm giống chơi thoải mái luôn. Tiếp theo mã số B34 của giò sơn thủy tiên. Đấy, hàng đã ra rễ đẹp rồi các bác nhé, ra rễ bán xuống chậu đẹp rồi. B34, 200.000. Giá hợp lý các bạn, giá rất hợp lý đấy. Tiếp theo mã số B35. B35 Đùi giò gà đùi gà cũng phải tầm khoảng hơn 20 cái mầm gốc. kỳ rất nhiều. Rất nhiều kỳ. Đấy, năm nay nó trốn hoa nó ra kỳ rất nhiều đây. B35, 250.000. Tiếp theo là một giò kiều tím. Kiều tím thì rễ bắt đầu đã bén rễ rồi các bác nhé, bắt đầu bén rễ rồi. B06, giò này có một, có hai lụ thôi, một lụ đây, Ui, lụ to thế một nhỉ, lụ đây và một lụ đây. lụ Đấy, to kiều nhỉ, tím vẫn còn lụ. B06, 300.000 kiều tím. Tiếp theo là một giò chuỗi ngọc, mã số B22. Đây, chuỗi ngọc thì bắt đầu đang lác đác ra rễ rồi các bác nhé. Mầm gốc đang Đấy, ra rễ rất khỏe cũng rồi. giò cũng mới trồng được có mấy tháng thôi. B22, 180.000, nhưng mà cũng rất là đẹp, mầm gốc lên rất khỏe rồi. Giá hợp lý các bạn. Tiếp theo một giò lụa vàng. Đấy, lụa vàng thì cũng đã bén rễ rồi các bác nhé, rễ đã bén xuống chậu rồi ạ. Đang bắt đầu Rễ bén rễ rồi. bén xuống chậu rồi. Đấy, bén xuống chậu rồi nhé. Mã số 04, 200.000. 200.000 lụa vàng. Tiếp theo là giò phi điệp vàng. Mã số A58.
Không có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đấy, 12 thân, ngắn dài nhé. Thân dài là được gần 1 mét đúng không ạ? 2, 4, 6, 8. Đấy, họ đang đi mầm đây. Mã số A58, 250. Tiếp theo là một giò phi hiệp tím, mã số B36. B36 thì gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cái mầm tơ đây thôi nhé. Và được 2 cành hoa, đây một cành đang nụ đây. Đấy, còn mấy cành kia thì chắc nó nhỏ quá, chưa ra được. Về các bác làm giống năm sau thì một cái mầm bộ mầm gốc rất là đẹp. 200.000 các bác nhé, B36, 200. Tiếp theo mã số B38, được 1, 2, 3, 4, đấy, được 5 mầm tơ nhé các bác, 5 mầm tơ. Đấy, và một cái đang lở, 5 cái đã lở rồi, và 3 cành đang nụ đấy các bác nhé, 3 cành đang nụ. Phi điệp tím Lai Châu. Cành dài nhất được hơn 80 cm các bác nhé, đấy, cành dài nhất được hơn 80 cm. Mã số B38 cũng 200.000. Tiếp theo giò long tu đá xịn hồ giò hoa tím nữa, mã số A97, 150.000, 150.000 thôi nhé. Đấy, rất nhiều một gốc. Đất cam các bạn, mã số A27, 300.000 các bạn nhé, 300.000. Nụ vẫn còn rất nhiều cánh nụ các bạn, về các bác vẫn chơi hoa thoải mái. Đấy, nhìn nó như này đối với còn chán nó mới lở màu như này. Tiếp theo mã số B25. B25 cũng 250.000 thôi nhé, 250.000. Vẫn còn rất nhiều cành nụ đây. Hoàng thảo đơn cam. Hoàng thảo đơn cam. Rồi tiếp theo mã số B26. B26 cũng 250.000. Ui giời, giò này đẹp thế nhỉ. Có một giò đây là một cục nguyên bản của anh em người dân chặt về nhé các bác nhé. Gồm có 15 cặp lá. Hoa đang bắt đầu nở rồi. 4 cành hoa đây. Đang bắt đầu nở. Về các bác vẫn kịp chơi hoa nhé. Các chơi hoa thoải mái. Hoa thơm nức mũi luôn. Mã số A79 500 nhé các bác nhé. 500.000. Đẹp. Các bác là nhiều anh em cũng trả em 400 rồi mà em không bán các bác. Anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em với số điện thoại 0969 444 668. Và em xin anh em xin một nút đăng ký kênh nhá. Rồi em xin chào tất cả mọi người. Đây mời các bác ngắm giò kiều tím đang nụ đây. Giò kiều tím này thì mới ghép thôi nhưng mà cũng dễ đã bắt đầu bám rồi. Đấy. Các bác có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ với bạn Thanh nhé, qua cái số điện thoại bạn vừa đọc và em sẽ để trên tiêu đề. Em xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.